Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 16 tháng 8 mà chúng tôi vừa cập nhật. Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện luật bảo vệ môi trường. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh thông tin tới các đại biểu Quốc hội về việc sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện luật bảo vệ môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đến nay, các nghị định, thông tư để hướng dẫn những nội dung chính của luật đã được các bộ, ngành quan tâm. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung hướng dẫn thi hành luật, trong đó có hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn, các định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn về kỹ thuật, khoảng cách an toàn về môi trường. Trong đó, trong năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn, dự kiến tháng 9 năm 2023 sẽ ban hành. Theo quy định về phân loại chất thải từ nguồn đến năm 2025 mới triển khai, nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường đang cố gắng ban hành sớm hơn. Dự kiến, cuối năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành thông tư quy định về khoảng cách an toàn về môi trường và tiếp tục hoàn thành về kinh tế kỹ thuật, định mức, quy định quy chuẩn về bảo vệ môi trường, dự kiến ban hành đầu năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo đảm bảo cung cấp than, khí cho phát điện. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có văn bản chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện để có kế hoạch vận hành hồ chứa tối ưu, hiệu quả, tuân thủ quy định và quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ, đảm bảo an ninh cung cấp điện. EVN, PVN và TKV cùng các đơn vị phát điện chỉ đạo tất cả các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác vận hành thiết bị của nhà máy, không để xảy ra sự cố chủ quan. Tăng cường kiểm tra, củng cố thiết bị, khắc phục các khuyết điểm đảm bảo nâng cao độ tin cậy vận hành, nâng cao khả năng phát điện của các tổ máy phát điện, ra soát đảm bảo làm việc bình thường của hệ thống tự động của nhà máy điện, đảm bảo vật tư dự phòng, đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố, đưa vào vận hành các tổ máy nhiệt điện bị sự cố dài ngày. TKV và Tổng Công ty Đông Bắc phối hợp với EVN và các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện, không để tình trạng thiếu than, đảm bảo cung cấp đủ, ổn định cho hoạt động sản xuất điện. PVN và Tổng Công ty Khí Việt Nam phối hợp với EVN, các chủ đầu tư nhà máy điện khí, đảm bảo ưu tiên cung cấp khí cho sản xuất điện. EVN, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia tăng cường ứng trực, kiểm tra và rà soát lưới truyền tải thuộc quyền quản lý nhằm phát hiện nhanh, xử lý kịp thời các bất thường thiết bị, hạn chế tối đa xảy ra sự cố, đảm bảo vận hành lưới truyền tải. Lộ diện loạt dự án tại Trung tâm Lọc, Hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Dung Quất. Bộ Công Thương vừa xây dựng dự thảo đề cương xây dựng đề án Trung tâm Lọc, Hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất và xin ý kiến các bộ ngành. Theo đó, sẽ làm rõ hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội khu kinh tế Dung Quất, dự báo cân đối cung cầu năng lượng trong khu vực, khả năng kết nối hạ tầng giữa khu kinh tế Dung Quất với các khu vực lân cận. Trên cơ sở đó xác định địa điểm quy hoạch trung tâm, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Các phương án quy hoạch trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế sẽ được xây dựng, bao gồm danh mục dự án đầu tư tiềm năng. Cụ thể, dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, hình thành trung tâm lọc, hóa dầu, năng lượng quốc gia, dự án cụm nhà máy điện sử dụng khí cá voi xanh, kho ngoại quan dầu thô, kho xăng dầu, khu bến, dự án tổ hợp hóa dầu trên cơ sở tận dụng các nguồn nguyên liệu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất và khí cá voi xanh, dự án điện gió ngoài khơi kết hợp sản xuất hydro, dự án thu giữ, tàng trữ và vận chuyển chế biến CO2 từ nhà máy sản xuất thép, điện, lọc dầu, dự án sản xuất hydrogen xanh lam. Phân bổ 185.000 liều vaccine 5-1 cho 49 tỉnh thành. Ngày 15 tháng 8, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có quyết định phân bổ 185.000 liều vaccine 5-1 cho 49 tỉnh thành và sẽ vận chuyển tới các địa phương ngay trong tháng 8. Số vaccine này là do Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc viện trợ Việt Nam để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Trước đó, 72.300 liều vaccine 5-1 cũng đã được cung ứng cho 14 tỉnh miền núi phía Bắc từ nguồn tài trợ trong nước để triển khai tiêm chủng trong tháng 8. Như vậy, 63 trên 63 tỉnh, thành phố sẽ được cấp vaccine 5-1 trong tháng 8 và các địa phương sẽ triển khai tiêm chủng vaccine 5-1 trong tiêm chủng thường xuyên tháng 8 và tháng 9 năm 2023. Trước đó, nhiều địa phương trên cả nước thiếu nhiều vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, dẫn đến nhiều trẻ bỏ lỡ mũi tiêm chủng.
việc tiếp tục có vaccine tiêm cho trẻ giúp trẻ được tiêm chủng đủ liều, đúng lịch, phòng bệnh hiệu quả. Các bác sĩ khuyến cáo với trẻ bị bỏ lỡ mũi tiêm, cần tới trạm y tế để được hướng dẫn tiêm chủng các mũi tiếp theo. Sau lập đỉnh, giá heo quay đầu giảm lại. Theo tin tức từ nhiều người nuôi, giá heo hơi xuất chuồng ngày 15 tháng 8 ở mức 56.500 đến 60.000 đồng trên kg tùy loại, giảm 2.000 đến 3.000 đồng trên kg so với khoảng một tuần trước đó. Trong đó, giá heo hơi hầu hết các tỉnh phía Bắc đạt trên dưới 60.000 đồng trên kg, cao nhất cả nước, phía Nam phổ biến 56.500 đến 58.500 đồng trên kg. Tương tự, ghi nhận tin tức ngày 15 tháng 8, giá heo hơi được nhiều doanh nghiệp bán ra cũng giảm trên dưới 2.000 đồng trên kg so với một tuần trước đó, hiện ở mức 59.000 đến 62.500 đồng trên kg. Như vậy, từ đầu năm đến nay giá heo hơi cả nước đã biến động mạnh, sau khi chạm đỉnh ở mức 67.000 đồng trên kg vào đầu tháng 7, giá có xu hướng giảm trong 2 tuần gần đây. Với mức giá hiện nay, người nuôi có lợi nhuận khá khiêm tốn, thậm chí thua lỗ. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho rằng việc giá heo hơi dẫm chân tại chỗ, thậm chí quay đầu giảm trong vài ngày qua chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ trong nước còn chậm, ảnh hưởng giá heo hơi ở các nước lân cận vẫn còn thấp. Nga tấn công phía Tây Ukraine. Ngày 16 tháng 8, lực lượng phòng không Ukraine phát hiện một nhóm lớn các thiết bị không người lái của Nga đang tiến về phía cảng Izmail, một cửa ngõ xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Kiev. Trước đó, Ukraine cho biết trong ngày 15 tháng 8 một loạt tên lửa của Nga nã xuống các khu vực ở miền Tây nằm cách xa chiến tuyến. Tại thành phố Lviv, hệ thống phòng thủ của Ukraine chỉ chặn được 1 trên 6 tên lửa của Nga, khiến 19 người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị hư hại. Ông Sergei Cherevatai, phó chỉ huy phụ trách liên lạc chiến lược của nhóm quân sự phía đông nói rằng Ukraine đã củng cố các vị trí ở phía đông Kharkiv, dọc theo trục Liman-Kupiansk. Kiev cũng tuyên bố phản công thành công ở khu vực phía nam theo hướng Melitopol và Berdyansk. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.